niềm vui để đến những mọi lời ta để đến bị tạm mò cây bằng tâm này để bị tạm mò mặt xây lên cho hạt cây mặt xây hả lên cho hạt cây. Vâng, trong chúng ta rất có thể mỗi người chúng ta đã ăn cơm xong và rất có thể bây giờ chúng ta đã no rồi đó ạ. Và chúng ta đã theo dõi những tiết mục mà hát và múa đến từ Simon Plevan. Và bây giờ chúng ta bước vào chương trình để chúng ta cùng học hỏi với nhau và giao lưu cũng như để nghe và học về Kinh Thánh. Và chúng ta sẽ đoán Kinh Thánh để mỗi người chúng ta sẽ lắng nghe mỗi câu hỏi mà tôi sẽ đưa ra cho quý vị. Trước tiên chúng ta đến với chương trình Đố Kinh Thánh và chúng ta có một trò chơi nhỏ nhỏ và chúng ta sẽ hát với nhau một bài hát rất là quen thuộc. Đó là bài hát Hát Như David Xưa. Vâng, chúng ta hãy hát bài hát rất là to và chúng ta hát xong chúng ta đứng lên. Chúng ta hát một lần xong chúng ta đứng lên. Vậy nên chúng ta thao xong rồi nhé. Vậy nên lên chúng ta thao.
à bà ừ. Ừ. Xong ra con này mình có hòn con nhỉ đấy à mẹ là bè mà phải nhặng mà đang tới căng đang hoa đó căng báo gì nhá à bà con nhà tôi bảo báo gì à chưa bảo đây ra bên này rồi, đồ ra bên này.